Alo, chúng ta cùng quay trở lại với trận thi đấu thứ ba của series đấu đầu tiên. Và đây là màn hình máy của game thủ Sang, tức Chip Boy. Một trận dâng lờ lên cánh của game thủ G núi cầm Babylon. Và đây là nhà M7 game thủ Tí. Tí cầm Mark C, Tí đã chạy dần hết rồi. Ở đây rồi, con ngựa giò tìm thấy bốn nhà BL của game thủ M8 Mỹ Đình, dâng bốn nhà sọc đơn ở đây. Thẳng nhà của Chip Boy ra. Đây rồi, tìm thấy ngay được bãi an hoàng của game thủ Mark C. Rất tốt. Chém chết đi. Thôi bỏ đi, bỏ ra đấy đi. Chém luôn. Núi cầm Babylon. Vâng, trận này núi có lẽ phải lên được cung A thôi, chứ không thể chơi được cái bài mà châu cũng giờ được. Bên kia có Mark C, hoặc là nó một. Vâng, như vậy là Phoenician là người lên cung A. Nó một lên cung A chứ không phải là núi. Vừa rồi là một turn mà các game thủ bên phía Game TV bàn bạc nhau. Cánh này Hồng Anh thì như thế nào? Hồng Anh đang solo rất tốt với nhà của M5. Boy bướng bỉnh, nhà M6 nằm ở sát góc 3 giờ. Còn M5 thì nằm ở góc 2 rưỡi. M5 này là phô rồi. 4 lạc đà, đối đầu 4 cung giờ và một đám dân. Vâng, nằm chết rất nhiều dân ở bãi gỗ rồi. Làm con lạc đà, vâng mình xin. Xin ốc đen đi, như vậy là tu ti đen lạc đà. 3 giờ có thu thi, sát góc 3 giờ. 3 giờ đánh lạc đà. Nhà thu thi là nhà đánh lạc đà, còn nhà Hoàng Mã Nhi là nhà đánh cung. Hoàng Mã Nhi là Phoenician. Đây là núi. Vâng, đã có y của Mark C đâm vào đây. Rất khó chịu với những con y của Babylon. 1-8 trong sọc đơn và đang có một bài mà dâng 4 nhà BL. Quá nhiều những con sọc đơn luôn, các bạn có thể thấy. 4 BL. Hồng Anh vẫn đang chơi vào nhà M6. M6 bắt đầu đang chuyển cung. M6 bắt đầu đang chuyển cung rồi. Bình tĩnh thôi. Và cứ bình tĩnh mà đánh. Hồng Anh lên bánh xe cho em. 400 gỗ, ai cần gỗ không? Cần phải lên được bánh xe đi em. Núi, vâng, núi vẫn đang phải thủ lại trước những con y của Macedonia. Nhưng với cái trận mà đâm y ít ỏi như này thì những con y này của Mark C thì không ăn thua đâu. Chú ý à, nghe. Vâng, Mỹ Đình lại lọt vào, rất khó chịu với game thủ Mỹ Đình. Chip đi ăn dân của 16 và 18 đi. Một bài mà dâng BL cũng như là dâng 7 và 18 thì đúng hơn. Mark C và những con chọc đơn của 18 đang sản ra rất đều. Dò dân nhà Mỹ Đình. Có lẽ là Mỹ Đình đã chạy dân vào nhà Hoàng Mai Nhi rồi. Cái bài kiểu Mỹ Đình hay chơi kiểu đấy lắm. Ra đây không? Đây, đây, đây. Làm tí. Úi dồi ôi, một mạ dân luôn. Ăn hết dân luôn. Nó 1. 69 trên 88. Vẫn đang có rất nhiều những con cung R và những con lạc đà của Hồng Anh ở đây. Vâng, lùi đã. Hồng Anh bây giờ phải giữ chém đi em. Vào. Đúng rồi. Úi giời, không kịp. 18 của Mỹ Đình cũng đang khá yếu rồi. Như vậy là bên kia là hai nhà chém đã yếu. Vâng, màu 7 và màu 8 bây giờ đã rất yếu, còn lại mình Hoàng Mã Nhi thôi. Hoàng Mã Nhi cầm phô.
Chip đã nâng bánh xe chưa em? Đã nâng rồi. Vâng, làm sao mà có một hai con cung giờ vào? Đúng rồi, đút vào kia. Mỹ Đình à? Vâng, một cái hốc này mà không tìm ra thì có lẽ là Mỹ Đình đã sống yên ổn ở đây, phải coi nó là quá lâu. Một bài mà chui một cái khe rất khó chịu. Và như vậy là tỷ số là 1-2. Tỷ số là 1-2 rồi. Game TV đang giữ lại được thế trận của mình và đang thắng lại trận này rồi. Một trận chém khá tốt của Chip Boy, như là hay của Hồng Anh. À, của nó một. Hồng Anh thì đã câu kéo được thời gian rất lâu để cho Tuti cũng như là Hoàng Mai Nhi không đẩy quân đi. Còn núi thì em vẫn đang thủ được nhà trước những con sọc đơn và những con y. Tỷ số là 1-2 cho Game TV và đang trên đà bật.